Và 7,5 ông xuống. Bố cho Tùng miếng thịt lợn mà lạc ấy. Đó. Bố ngắt miếng lạc này cho nhé. Không, không. Nó ăn thịt lạc không? Ăn đi ngại rồi. Sức mấy khi mẹ mới nấu cơm. Mà có mỗi người bạn đánh bóng lỗ. Mấy bạn nghỉ đông hết rồi. Nghỉ đông về quê hả? Mời bạn mà. Không thấy gọi thầy bảo có mời bạn. Còn đâu là nghỉ đông về quê. Có mời bạn. Mai bố bắt xe cho hai thằng về quê nhé. Mà bố sẽ làm thêm một ngày nữa để đi mua xe, để tìm xe. Mới bây giờ tìm được về, để anh trở về. Ừ. Ơ, tìm được anh trở về. Tức để bố mua. Tưởng bố mua một giờ là cao luôn. Ở đây năm tháng. Con tưởng bố chốt luôn giờ là cao. Năm tháng. Một xe hơi cũ mà. Về nhà, về quê lâu quá em không biết. Mua sao? Bán trong đó. Mới mua sao? Ba đứa con ăn đi không? Không chừng là tôi bị cáu rồi. Bà giờ chỉ xem live stream thôi. Bà nào? Nè. Qua wow, chưa? Hả? Mình phải ăn quên. Thế, nhà không có việc gì làm như thế. Bà mua bên lì 535 triệu. Đường còn mới làm ấy. Nhà mình mua bên lì 535 triệu. Mà không? Đường mới ra kinh chất bọn này phải nó về lại sợ. Bên lì 335 đường triệu. Không đâu. 535 triệu. Đường nó có rào chắn ăn toàn với bạn. 535 triệu. À, 535 triệu. Trời, mồm. Hơi tốn sao. Mình đi mấy đầu, có khi mình mua xe. Ở tháng mình mua 5 lần. Tùng nhá, có về thì không được ra đường. Ủa, chơi nhá. Dương cân đối.